mừng tất cả các khán giả truyền hình và chúng ta lại cùng gặp nhau với chương trình Chat Với Sao. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những nhân vật khách mời của chương trình, đó là các thành viên của một trong những nhóm nhạc đầu tiên của nền âm nhạc đương đại của thị trường showbiz Việt Nam. Những gương mặt đã rất là quen thuộc của chúng ta qua các ca khúc mà dường như là chỉ có các chị mới thể thành công thôi, chẳng hạn như là Quỳnh Hương nè, hoặc là Mưa Ngâu, Phố Xa, Góc Phố Dịu Dàng, rất là nhiều những ca khúc dễ thương. Và nào chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ các thành viên của nhóm Tam Ca Áo Trắng, khách mời của ngày hôm nay. Chào Khoa. Dường như là đối với Tam Ca Áo Trắng, khi mình là một trong những nhóm nhạc đầu tiên của nền âm nhạc đương đại, đó là niềm tự hào của các chị đến bây giờ. Thì đúng là những người đi đầu, đi tiên phong trong những nhóm nhạc đầu tiên, cho nên mình cũng chịu rất là nhiều. Đầu tiên là nhiều áp lực, nhiều sự khổ luyện từ trong âm nhạc ra tới ngoài đời sống. Và việc mà làm nên những điều mà dường như là thời đó chứ các chị mới làm được thôi, đã tạo nên một cái diện mạo mới trên thị trường âm nhạc thời đó. Thì đến ngày hôm nay, sau bao nhiêu năm ngồi lại thì mình cảm nhận như thế nào ạ? Thì biết sao, hồi xưa thì lúc mà những cái sân khấu âm nhạc, ca nhạc đó, nó còn rất là đơn sơ đơn giản. Khi mình tập mộc bằng đàn thùng, đàn guitar, xong rồi lên sân khấu mình cũng hát thật bằng giọng hát của mình, chứ không có giống như đĩa bây giờ, chỉ có giọng hát của chính mình với lại ban nhạc thôi. Thời đó không có MD. Thời đó không có mini disc đâu, giống như bây giờ đâu ha. Xong rồi tất cả mọi thứ đều phải tập luyện rất là nhiều trước khi mình bước lên sân khấu. Ngân có nhớ không? Mỗi khi mà mình tập một bài hát mới hay là mình hát ở nhà, ở quán nhạc sĩ thôi nhớ không? Trời ơi, rất là sợ đúng không? Sợ. Mỗi lần mà đi ra mà tập mà hát mà đó là những cái kỷ niệm, giống như là mặc dù rất là sợ nhưng mà kỷ niệm là hay, là không bao giờ quên được. Cuối tuần là mình phải tập bài hát mới, là ba chị em buổi sáng là tập, buổi về là cầm giấy bài hát tập một lần. Đó, cái đó là giống như là cái mới ngày xưa. Nhưng mà những cái đó lắm, là những cái nền tảng, chị nghĩ là những cái nền tảng cho những cái bước phía sau này. Và có nghĩa là cái đó là cái quá trình lao động, như lúc nào mình cũng va chạm với nghề đúng không? Và được cọ sát với cái môi trường luyện tập. Đúng rồi, mình phải luyện tập mỗi ngày, cho nên là khi mà mình bước lên sân khấu là mình có một cái gì đó tự tin trong lòng, trong người mình. Có người thì nói rằng là thời đại của các nhóm bùng nổ, rất là nhiều những nhóm mới xuất hiện. Thế nhưng những hình ảnh của các chị vẫn luôn chiếm một vị trí nhất định trong lòng các khán giả. Và cho dù là mấy chị có ra đi bao lâu và trở lại thì vẫn giữ đẳng cấp đó, vẫn là xứng đáng một nhóm đàn chị, một bậc tiền bối đối với các thế hệ sau này. Rồi đó là một cái niềm hạnh phúc mà tự hào. Mình không phải dám là tự hào nhưng mà mình thầm nghĩ trời, mình có cái gì đó rất là hạnh phúc. Và mình tự hào để mình biết là mình có một cái chút gì trong lòng khán giả, và khán giả vẫn còn nhớ tới mình. Đó là, mà bây giờ sẵn đây thì Tam Ca Áo Trắng thật là một lời chân thành rất cảm ơn rất là nhiều những cái người mà đã đi từ Tam Ca Áo Trắng từ lúc nhỏ cho tới bây giờ. Và khi mà trở lại với các khán giả truyền hình thì điều gì mà các chị tâm đắc để mà chia sẻ và tự hào về bản thân mỗi cá nhân nhất trong cuộc sống hiện tại bây giờ? Có thể là đối với mọi người là sự nghiệp của gia đình. Đúng rồi, như nãy giờ mấy chị cũng đã nói, những cái gì mà mấy chị đã làm và bây giờ mặc dù nó qua nhưng mà mấy chị luôn luôn nghĩ tới nghề, có hướng tới nghề là rất là nhớ. Rồi luôn luôn cũng muốn khi mà có dịp, có cơ hội, mấy chị vẫn luôn xuất hiện với mang một cái hình tính chất là Tam Ca Áo Trắng, vẫn đơn giản thôi, vẫn hình ảnh, vẫn đơn giản, và muốn gửi một bài hát gì đó, gửi cho quý vị trong một cái thay lời muốn nói hay cái gì đó. Thì mấy chị luôn luôn rất là thích lắm. Giống như mình đem một cái lời hát của mình để mình chia sẻ tới cho quý vị khán giả vậy đó. Thank you.
đắng với máu hồng đường vắng bên lề một thân dân nhỏ đàn mang trái bí đi về chợ xa mẹ nhớ mái nhà hàng câu những sản phẩm có thể nói là nhóm là một nhóm nhạc đầu tiên ở Việt Nam xuất ngoại đi Nhật Bản nè, rồi những cái sản phẩm âm nhạc của mấy chị được dịch qua tiếng Nhật nữa, cái album Chào 123 đúng không ạ? Thì nhớ những năm tháng mình đến Nhật Bản như vậy, khán giả đón nhận như vậy, thì lúc đó mình có cảm thấy là mình là thực sự là những nhóm, một trong những các nhóm đang hot như không? Lúc đó mình chỉ lao vào công việc mình làm thôi, mình không có nghĩ gì hết, mình cứ làm việc theo, mình không nghĩ là hot đâu. Cuốn theo em có biết trang không? Cũng không nhớ không? Mình qua bên đó mình chỉ là một cái nhóm nhạc đúng không? Mình đi qua bên đó mình diễn thôi chứ đâu phải là. Mà có thể mấy chị ý thức là mình đang vui đét, mình đang là những cái nhân không, vật được lúc người đó ta không luôn nghĩ tới đâu. Luôn là lúc đó mình chỉ làm việc không thích mừng thôi. Có một cái người Nhật á mời mình làm album xong rồi dẫn mình đi giống như là manager hết. Không có nghĩ tới bây giờ là như vậy, hồi đó là rất là ghê gớm đúng không? Bây giờ có một manager người Nhật làm cho mình, lúc đó là thấy cũng ghê, mà hồi đó không có nghĩ gì hết trơn. Cái là tự thân vận động, may mắn thôi. Mình nghĩ đó là công việc người ta mời mình mừng, mình cố gắng mình làm để đạt qua được những kết quả tốt hát chung với các ca sĩ khác nữa. Mà những ca sĩ đó rất là nổi tiếng của các nước bạn lân cận, thì mình cũng là những người cũng giống như những mình người là đó. Đại diện thì đại diện thì mình phải càng cố gắng hơn, chứ mình không có phải thể nào mình nói là mình hot nhất. Không phải như vậy. Mình nghĩ là mình cũng là những người bạn để qua bên đó giao lưu văn nghệ, giao lưu hát với nhau, festival vậy đó, nên Tâm Kha không nghĩ là hot thế gì. Nhưng mà những cái sản phẩm của mấy chị mà ở ngoài thị trường nước ngoài như vậy bán có chạy hay không, những lúc đó mà người ta đầu tư làm album á? Vì Khoa nghĩ nếu mà làm lỗ chẳng ai làm đâu. Đúng rồi, cái đĩa CD đầu tiên của Tâm Kha thì phát hành ở Nhật, thì hầu như tất cả những cái người Việt Nam sống ở Nhật là đều có CD trong nhà, và ngoài ra thì những người Nhật luôn, có khi đi ra ngoài đường cái có người Nhật cầm cái CD lại nói trời Tâm Kha xin chữ ký. Không ngờ đó, trời mình nói trời mừng không biết sao mà biết mừng quá, nói tại vì hôm qua hôm kia gì có phát trên TV đài NHK đó. Đó cho người ta nhận ra được, trời mừng lúc đó quá vui. Ở Việt Nam ta nhận không sao hết, qua bên Nhật mà đi ra ba chị em đi ra nói là ba cô gái hôm qua xuất hiện Nhật cầm cái đĩa tới xin chữ ký. Mình thôi cầm cái nón lá, có người cầm cái nón lá lại kêu ký tên nón lá như là ba người đến Việt Nam đúng không ạ? Dễ thương đó. Và nói đến một nguồn gốc để mà xuất xứ cái tên Tâm Cáo Trắng thì là ở đâu để mà ba thành viên đặt cái tên này? Cái đó là cái ngẫu nhiên hả? Bắt đầu thời mới thi tiếng hát phát thanh xong, ba em cũng vẫn chưa đi hát đâu, cũng vẫn còn đi học thôi, thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên mời đến tham gia một cái chương trình giống như là Một Thời Áo Trắng. Thường nó ở có nhạc sĩ nó có những chương trình theo chủ đề. Thì chương trình Một Thời Áo Trắng thì mời Tâm Kha Áo Trắng hát, nhớ lúc đó là bài Một Thời Để Nhớ, Con Đường Đến Trường đó. Thì cái đó là trang phục mà hợp nhất là áo dài trắng thôi. Thì Tâm Kha Áo Trắng mặc áo đó, thì anh Thiên cũng ngẫu hứng giới thiệu ba cô gái mặc áo dài trắng giới thiệu Tâm Kha Áo Trắng. Từ đó tự nhiên không biết cái duyên gì mà nó gắn liền cho tới bây giờ. Nhưng mà thực ra là mấy chị có lo sai không? Bởi vì có thể là 5, 10 năm hay bây giờ nè. Nhưng mà nói tên Tâm Kha Áo Trắng hơi bị kỳ kỳ. Thì cái câu hỏi đó ai câu ai cũng có rất là nhiều người. Là người ta hỏi rồi hả? Mấy anh nhạc sĩ luôn luôn hỏi ê, mày mốt mà sao nữa thì là Tâm Kha Áo gì? Áo tím kìa. Áo tím. Chị mới nói đây là một thời áo trắng, giống như là một cái thời gian mà đẹp nhất của con người là thời áo nhất trắng. Nhất là đối với con gái, phụ nữ. Chứ đâu phải là Tâm Kha Áo Trắng là Tâm Kha mặc áo trắng. Ví dụ như hôm nay đâu phải áo trắng đâu. Mà biết đâu hôm nay thì mấy chị muốn khác lạ thôi. Chứ ngày xưa khi mà xuất hiện trên sân khấu á, thì bằng cách này hay cách khác thì quần, thật áo, một đúng cái rồi, gì đó điểm xuyên phải có màu trắng. Là màu cái màu chủ đạo. Mấy chị cũng thích màu trắng nhất. Như là là vừa...
may mắn. À, cái màu trắng là mang lại cái sự may mắn cho mình, mà đúng không ạ? Sự trong trẻo, một cái sự gì đó nó tinh khiết vậy đó. Thị trường âm nhạc thay đổi mỗi thời gian, một cái nhu cầu khác nhau. Có bao giờ các chị nghĩ là mình sẽ bị lỗi thời khi mà mình quay trở lại trong thời điểm này hay không? Thì thường mỗi nhóm nhạc nó có một phong cách riêng, mỗi một cái thời đại nó đúng là nó cũng có một cái gì riêng. Nhưng mà Tam Cao Áo Trắng thì một lập thì khi mà mình trở lại thì nó là một cái Tam Cao Áo Trắng, là người ta nhìn vô là người ta biết liền cái hình ảnh, cái phong cách đó không có ai lẫn vô được, đúng không ạ? Không có lẫn vô được, cho nên là chị cũng không nghĩ nó là cái gì đó lỗi thời hay là gì. Nhưng dĩ nhiên là che già manh mọc những cái bài những cái lứa sau đi lên, những lớp trẻ thì nó có những cái phong cách riêng của nó, mình thì mình cũng có những cái gì đó riêng biệt của mình vậy đó. Nhưng mà nói đến vấn đề bài vở thì quả thật là những ca khúc mà các chị hát đến bây giờ nghe để mà còn cảm thấy nổi da gà đó, không ạ? Không ai thay thế được hết. Lúc đó vở bài như thế nào, từ Phố Xa nè, rồi Con Đường Đến Trường, Góc Phố Dịu Dàng, rồi Ngày Tết Của Em, rất là nhiều những ca khúc như vậy. Đúng rồi, những cái thời đó là cái thời quán nhạc sĩ á, thời mà của những người bạn á, thì chỗ đó đúng là cái nôi để cho Tam Cao Áo Trắng từ từ bước lên, cũng là chỗ đó cũng được sự dìu dắt với lại sự giúp đỡ của các nhạc sĩ trong nhóm những người bạn đó. Cũng có nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ Từ Huy, Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Hiên, rất là nhiều những nhạc sĩ ở đó là những cái người thầy đầu tiên mà Tam Cao Áo Trắng để từng bước đi lên. Mỗi ngày mà tới đó để tập luyện là có nhạc sĩ Nguyễn Hiệp nữa, đúng rồi, phải nhắc nhạc sĩ Nguyễn Hiệp nữa. Tú đang định nhắc Ngân á. Nếu mà nói tới các nhạc sĩ kia mà Ngân quên anh Hiệp là thôi. Mà tại sao rồi, biết không? Đúng rồi. Luôn luôn bài mới là anh Hiệp anh vỡ bài cho Tam Cao Áo Trắng. Vỡ bài. Xong ảnh còn tập bè, thí dụ những cái bè nào mình hát ảnh thấy không có hay thì ảnh sửa lại những cái bè châu chuốt lại. Rồi vợ từ bài tập đơn giản tới những bài phức tạp hay gì cũng đều tập rất là nhiều. Có khi là tập mỗi ngày, nếu mà những chương trình nào mà nó gần quá thì mình phải tập nhiều á. Và có phải là bởi vì là ba chị em là một thành viên gia đình với nhau và ba chị em ruột, cho nên là cái sự gắn bó của một nhóm nhạc nó có cái độ dài lâu hơn? Đó cũng là một cái lợi thế rất là lớn so với những cái nhóm nhạc khác là ba chị em ruột. Thí dụ mình tập một bài hát, mình về nhà vừa make up hoặc là vừa tắm hay gì đi hát, hai kia hát theo, là chị bè chính, hai người bè thấp bè cao thì cũng hát lên chung, là vừa làm những công việc như make up hay là gì mà hát lên để tập. Thí dụ như những nhóm nhạc khác thì mỗi người tập xong người ta về nhà hết trơn rồi, đâu có tập được nữa. Nhưng mà ba chị em thì nó có một cái có một cái lợi thế hơn là như vậy. Đúng rồi.
thế thì khi mà nói về các chị, người ta vẫn không quên hình ảnh các cô gái rất là có hiếu với mẹ. Có những tháng năm dường như là bác gái bệnh nằm ở bệnh viện đúng không ạ? Và các chị đã đi hát, đã dành dụm tiền để mà lo cho mẹ cùng với các anh chị gia đình. Rồi bên cạnh đó còn chăm sóc ở lại với mẹ ở bệnh viện nữa. Trời, nhắc tới thời gian đó tự nhiên nó bị nghẹn ngào. Tại cái đó là một cái kỷ niệm không bao giờ quên. Khi mà mình làm mẹ rồi mình mới biết thương, mới thương má. Tại vì má từ xưa tới giờ giống như là đi suốt quãng đường không mấy chị có bao giờ quay ta. Mấy chị đi diễn xa là má đi, má đi chung. Vậy luôn má đi chung liền với ba thằng chị rất là lâu. Đi quay phim hay đi bất cứ nơi nào má cũng đi theo hết. Má chăm lo cho mình mà lúc đó mình đâu có biết đâu. Mình đâu có hay đâu là má quan tâm tới mình. Má lo cho mình cứ tung tăng. Rất là vô tư. Cho tới lúc mà má ngã bệnh thì lúc đó ba tụi chị mới biết là không có mẹ bên cạnh đó, thì mấy chị cảm thấy thiếu rất là nhiều. Không thể nào mà không có gì mà bù đắp được. Mà bây giờ khi mà mình cũng đã là mẹ, mình thương con của mình như thế nào thì mình nghĩ má, mình nhớ tới má mình hồi đó cũng thương mình như vậy mà tại sao mà mình lại thờ ơ như vậy. Và có thể nói là ngày Mother Day, một ngày rất đẹp, rất ý nghĩa cho mỗi chúng ta. Thì như ba chị sẽ làm gì khi dành cho các con của mình nè, và hay dành cho người mẹ đã quá cố của mình nữa? Chắc là ngày Mother Day thì chị chắc không có đây, nhưng mà không, chị thường ngày Mother Day á, thì tụi chị thường lên thăm mộ mẹ hoặc là có hoa tặng mẹ. Riêng chị thì chị có mẹ chồng nữa, cho nên lúc nào cũng có ổ bánh và bó hoa dâng với mẹ thôi. Okay. Đó là cái tình cảm, tuy là mình không biết thổ lộ như thế nào, nhưng mà cái đó là nó đặt hết vô những cái tấm lòng của mình đối với mẹ. Vì bó hoa hay là gì nó không có là cái gì lớn, nhưng mà khi mà mình nghĩ đến, mình tặng một bó hoa, một cành hoa thì mẹ cũng cảm thấy vui. Mà giờ chị ước ao chị có mẹ để mình được tặng cành bông, nhưng mà không có. Rất là đơn giản thôi đúng không ạ? Cho nên chúng ta nói như vậy để cho tất cả mọi chúng ta phải quý hơn những gì mà chúng ta đang có. Dạ đúng rồi. Nhất là tình cảm gia đình. Nhất là tình cảm của mẹ, nhất là dành cho những người nào mà còn mẹ thì mình nên để ý tới mẹ và lo cho mẹ nhiều hơn nữa. Đó là cái tình cảm thiêng liêng đúng không ạ? Trên đời con thầm
ta nói một điều mà nói về tam cá áo trắng sẽ không thể nào không nhắc đến được, đó chính là hình ảnh như là hai giọt nước của Minh Tú, Minh Thư. Thì đến ngày hôm nay để mà nhìn lại hai chị còn giống không, làm sao mà thấy được là bây giờ không còn giống, nhưng mà không đi đứng trên sân khấu chắc chắn là không nhìn ra ai là Tú ai là Thư, đúng không ạ? Thì có thể bật mí một tí với các khán giả là đến bây giờ làm sao có thể nhìn được ai là Minh Tú ai là Minh Thư. Chị Thư á có hai cái đồng tiền nè. À chị Tú có một cái à. Tú là có một cái thôi, mà Tú có nói là ai đẹp là Minh Tú. Có thì không biết sao, tại vì cái câu chuyện đó đó không phải là ý của chị. Thật sự đây là chị nói lại, mà nói lại mà bị nói ngược á. Là thật sự ai hỏi ai là Tú ai là Thư, mà Tú Thư thì là ông xã của Thư á, mới ngồi nói với người ta. Nữa chứ chị nhận nhìn coi ai đẹp là Thư. Chị giờ ủa tại sao mình không có tức phải không? Giờ cứ ai hỏi đi thì nói ai đẹp là Tú. Như là ai cũng giờ cứ về mình đúng không ạ? Vui đó, vui thôi, tại vì khi mà nhận ra thì ông xã của Thư là hài lắm, hay nói vậy. Thì giờ thấy tự nhiên cũng câu hỏi đó ai Tú ai Thư thì chị nhớ liền à. Nhưng mà khi mà lên sân khấu make up thì không thể nào nhận ra được ai là Tú ai Thư, đúng không? Thường lên sân khấu TV thì mới giống mọi người nói là Tú Thư giống lắm. Nhưng mà thường nhận mình ra giống... thì sao, bên trái bên phải gì đó Thư nói đó. Thì đúng rồi, theo thói quen là Tú đứng bên phải của Ngân, Thư đứng bên trái thì sẽ dễ nhận ra hơn, đúng không ạ? Và có một điều dễ nhìn nhận thôi, giới trẻ bây giờ thì thường hát những ca khúc theo xu hướng thị trường, nào là tình cảm, bi lụy, khổ đau, rồi chia tay. Nhưng mà với các chị thời đó chị như không có. Nó có thể là từ một cái định hướng của các chị, hay là do cái môi trường giáo dục các chị được sinh ra và lớn lên ở một gia đình có đầy đủ may mắn và tình thương. Thế nên cho nên là những cái ca khúc các chị luôn luôn hướng đến là phải trong sáng này, rồi tươi đẹp, mang cái tính là hướng thiện hơn, đúng không ạ? Chắc là cũng cả hai, về gia đình, về sự giáo dục trong gia đình và những cái sở thích nữa. Tại vì từ hồi nhỏ thì thích hát những cái bài hát mà trong sáng tươi trẻ, để chi để mình hòa mình vào cái ca khúc đó, mình hát từ đáy lòng của mình, hát theo cái cảm xúc thật của mình lúc đó. Cho nên là thường lúc đó chỉ chọn những cái ca khúc mà mình cảm thấy rất là vui, thì những cái ca khúc đó lại hợp với mình. Đó là những bài hát về học trò nè, về tình yêu, mà tình yêu gia đình, tình yêu cha mẹ và cả tình yêu quê hương, tình yêu quê hương đất nước chứ không có hát những cái bài hát mà về chia tay hay đau buồn hay là gì đó. Đến bây giờ con nghĩ chắc cũng không thay đổi ý định đó, đúng không ạ? Chắc chắn rồi. Và đối với tam cá áo trắng, nếu mà là một thế hệ nhóm nhạc đi đầu trong cái nền âm nhạc đương đại như vậy, thì nhìn lại thị trường âm nhạc bây giờ, các chị có lời khuyên gì dành cho một cái thế hệ trẻ và một cái môi trường đang hình thành rất là nhiều những nhóm nhạc đang rất là đam mê với nghề, nhưng mà cần cái điều kiện gì để mà để đảm bảo sự tồn tại và phát triển đúng mực chuyên nghiệp của một nhóm nhạc? Mỗi một thế hệ nó có một cái giống như là có một cái gì đó nó hiện đại hơn, thì nó để nó phù hợp hơn với cái... để phù hợp theo với cái thị trường á. Cho nên là mình chỉ muốn nói là nếu mà mình làm cái gì thì mình làm theo cái đam mê của mình. Mình làm hết mình vì cái đam mê, mà về vì cái đạo đức của mình nữa, chứ không phải là mình cứ theo cái đam mê mình bất cần ai, mình cứ đập đổ để mình đi lên, thì cái đó nó cũng không có hay lắm. Mà mình lên mình đứng sẽ nó không có lâu, mà nó không có vững. Và đối với chị Tú Như Thư thì như thế nào ạ? Chị Tú cũng nghĩ phần lớn là giống như chị Ngân vậy đó. Nhưng mà khi mà mình đi hát á, thì thường tại chị Tú vẫn cũng là mặc dù ít đi hát, nhưng mà chị vẫn thường xuyên làm chung với lại ca sĩ. Thì chị luôn luôn cũng nghĩ, mà gặp những cái em mà đi sau mình á, thì chị cũng luôn luôn nói cái đam mê của mình là một điều rất là lớn rồi, đúng không? Yếu tố mình biết rồi ha. Cái thứ hai, khi mình đi hát thì mình phải là thật tâm thật lòng với mình hát, rồi về tính cách, về đạo đức, như em cũng biết, chị Ngân hồi nãy cũng nói, thì mình cũng phải luôn luôn mình đi ra ngoài, mình càng khiêm tốn thì mình càng giữ được, mình càng khiêm tốn thì mình càng giữ được cái giống như là những người bên ngoài quý mình, yêu thương mình, thì cái đó nó dễ lắm. Còn mà mình đi ra cứ luôn luôn này kia, mà hoặc là không ngó, không để ý tới ai, hoặc là không trọng những người đi trên hay gì đó, thì lúc nào cũng có cái tính kiêu ngạo, thì cái đó khó lắm. Và ngày khó giữ được cái tình cảm của người ta dành cho mình về lâu về dài, đúng không ạ? Vì cái gì em cũng biết là lúc nào mọi người nhìn mình thì luôn luôn đặt cái tình cảm trước,
rồi người ta mới đánh giá mình cái tiếp theo, chứ không phải là sự nổi tiếng hay tên tuổi của mình mà người ta đến vì cái chuyện đó, đúng không ạ?